Hello anh em, xin chào tất cả anh em đã quay lại với kênh youtube kiếm tiền online của mình Thì hôm nay mình tiếp tục chiến cái con TXMM.bet này thôi Thì con web này thì không phải nói nhiều, không phải lăng nhằng nữa Tỷ lệ ăn cao nhất thị trường đó. Mình đã làm rất nhiều video về con web này rồi Mỗi ngày mình vào đấy ít nhất cũng phải chốt like được 5 lít nha anh em nha Không 5 lít không nghỉ nha anh em nha Và mình chỉ chơi cái con chất lẻ không Chất lẻ vì nó cực kỳ là cuốn nha anh em nha Chơi chất lẻ như kiểu mình bị nghiện ý anh em ạ à. Nếu thoát ra được Anh em nào có giải pháp cho mình thoát ra và mình cũng không muốn thoát ra Mỗi ngày kiếm 500 thì thoát ra làm gì hả anh em Đó Cực kỳ là ngon luôn Con web này thì gọi là uy tín Gọi là số 1 không có ai số 2 Và mình đố anh em tìm được con web nào Có cái tỷ lệ tiền cược Ăn 2,6 đấy Bây giờ toàn 2,3 thôi Con web này ăn 2 tận 2,6 liền nha anh em nha Đó Thì bây giờ mình sẽ vào quất luôn Ok thì tay đầu tiên mình sẽ quất luôn 50k Quất luôn 50k v một nha, mình vẫn áp dụng cái công thức ma giao dịch cộng ma mini cost Ok thì ở đây mình đã chuyển thành công 50k với lời nhắn là K1 Bây giờ mình sẽ copy mã giao dịch để mình đi check nha anh em nha Ok, OK sau khi sao chép thì mình sẽ dán cái mã giao dịch này vào đây Rồi mình sẽ ấn kiểm tra Địt mẹ tay đầu tiền gãy luôn anh em ạ Tay đầu tiền gãy luôn Không sao hết Bây giờ mình sẽ áp dụng công thức là hút thôi 1 cộng với 8 sẽ là 9 nha Đó anh em mình sorry à, Mình sẽ lấy mã giao dịch cộng mã new nha anh em nha 1 với 8 sẽ là 9 9 này. 9 thì chúng ta sẽ đánh K1 nha anh em nha Tiếp tục 50k với lời nhắn là K1 sau tay này mà thua mình sẽ gấp thép Ok thì mình sẽ copy cái mã giao dịch này chuyển thành công rồi nha 50k với lời nhắn là K1 Ok anh em dán mã giao dịch vào đây rồi anh em ấn kiểm tra cho mình Tiếp tục thua nha Đó hôm nay là ngày gì không biết Tiếp tục 9 cộng 9 bằng 18 18 thì chúng ta sẽ đánh chắn nha Chắn là V1 nha anh em nha Và tay này mình sẽ gấp thép lên 100k Với lời nhắn là V1 Ok thì ở đây mình đã chuyển thành công 100k với lời nhắn là V1 rồi nha Đó anh em copy cái mã giao dịch này để đi kiểm tra thôi Ok sau khi copy thì anh em dán vào đây cho mình Dán vào ấn kiểm tra Đó tay này húp nha anh em nha Tay này húp nha 260k tiền đã xử lý đã về rồi nha anh em nha Đó bây giờ anh em lại thấy tiếp tục lấy 2 cộng 2 sẽ là 4 4 thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đánh V1 Ok thì tay này quất tiếp 100k với lời nhắn là V1 nha anh em nha Ok thì mình đã chuyển thành công rồi, bây giờ mình tiếp tục copy mã giao dịch nha Đó cái công thức này tuy cơ bản thôi nhưng mà khá là hiệu quả nha anh em nha Ok anh em dán vào đây cho mình, dán vào, kiểm tra Tiếp tục húp nha, tiếp tục húp nha anh em nha Tiếp tục anh em lại lấy 2 cộng 4, 2 cộng 4 là chúng ta sẽ được còn 6 6 và chúng ta sẽ đánh chắn nha anh em nha, chắn thì lời nhắn sẽ là V1 Ok, quất tiếp 100k với lời nhắn là V1 Ok thì mình đã chuyển thành công 100k với lời nhắn là V1 nha Đó anh em lại tiếp tục copy mã giao dịch cho mình Ok dán vào đây Kiểm tra Lại húp nha anh em nha Lại húp nha Ngon cực kỳ ngon luôn húp ba tay một lít rồi Thua có một tay nằm chục húp ba tay một lít Cực kỳ là phê luôn đó anh em thấy chưa? Mỗi ngày vào đây mình bỏ ra mình không chốt lại được 500 thì mình đi đầu xuống đất luôn anh em. Chỉ với 5 phút thôi. Anh em nào mà có thời gian lai dài từ 30 phút đến 1 tiếng thì có khi còn chốt được nhiều hơn mình. Đó mình thì thời gian của mình hạn hẹp. Đó mình chỉ chốt từ này thôi. Mỗi ngày anh em kiếm 500 là bằng gấp mấy lần anh em đi làm bên ngoài rồi. Đó. Ok, thì lại lấy tiếp tục 4 cộng 3 sẽ được con 7 nha anh em nha Và nếu được 7 thì chúng ta sẽ đánh K1 với lời là lẻ nha anh em nha K1 nha, tiếp tục quất tiếp <laughs> ok tiếp tục 100k với lời nhắn là K1 nha anh em nha K1 Ok thì ở đây mình đã chuyển thành công 100k với lời nhắn là K1 nha Nhưng mà khả năng là tay này gãy rồi Các cụ bảo có câu quá tam ba bận mà anh em Nhưng mà mình vẫn copy cái mã giao dịch này để sang trách nha anh em nha Ok anh em dán vào đây cho mình Kiểm tra Ồ oh, tay này gãy thật anh em ạ Các cụ bảo rồi có câu quá tam ba bận mà tiếp tục lấy 5 cộng 4 sẽ là 99 chúng ta tiếp tục quất K1 cho mình. Tiếp tục quất K1 100k với lời nhắn là K1. Đó, công thức này tuy đơn giản nhưng mà hiệu quả cao lắm anh em ạ. Ok thì mình đã chuyển thành công rồi đây, 100k lời nhắn là K1. Đó, sao chép. Bây giờ mình sẽ sao chép. Mình sẽ dán vào đây nha anh em nha, dán vào đây thì mình kiểm tra. Địt mẹ lại húp anh em ạ, lại húp tiếp. Cực kỳ là phê luôn cái công thức này tuy đơn giản nhưng mà hiệu quả khá là cao nha anh em nha. Đó, anh em đừng đừng tưởng nó đơn giản nhưng mà nó có võ đấy anh em ạ. Lại hút tiếp này 100k này, tiền thì đã về rồi. Cực kỳ là ngon luôn. Đó, lại tiếp tục mình sẽ đánh thêm một tay nữa và mình sẽ chốt lại like cho anh em nha. Ok, tay này tiếp tục quất 100k. Ừ, với lời nhắn là cái gì thì mình. Đây này thì mình sẽ đánh lẻ nha, tiếp tục K1 nha anh em nha. 8 cộng 5 thì bằng 13, 13 thì mình sẽ đánh lẻ. Đây, K1 nha anh em nha. K1 nha K1 Đó, cực kỳ không chốt lãi like được 5 lít cho anh em mình không nghỉ luôn Ok thì mình đã copy mã giao dịch rồi nha anh em nha Anh em dán vào đây giúp mình Lãi húp nha anh em nha, lãi húp rồi Cực kỳ là ngon luôn Đó, ăn liên tội tội luôn anh em ạ à. Cực kỳ là ngon luôn Thế khả năng là hôm nay mình sẽ chốt lãi like cho anh em đến đây thôi Hôm nay thì sau 5 phút thì mình đã chốt lãi like được cho anh em tầm 6 lít nha anh em nha đó cực kỳ là ngon luôn nếu anh em hứng thú với con web này thì mình có để phần link dưới phần mô tả cho anh em anh em chỉ việc nhấp vào và trải nghiệm con web này thôi thì ok nếu anh em cảm thấy video của mình hay hãy cho mình xin một like một chia sẻ và một đăng ký kênh nha bye bye anh em